Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ xuống xuồng để xuống vỏ để mấy anh em để mấy anh em đi săn đêm. Hôm nay mấy anh em sẽ săn ngày đầu tiên. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bây giờ cổ tỏi gắn chiến dịch rồi xong chưa ta. Đây, về miền Tây mới thấy cảnh này nha các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em bắt đầu đi săn nha cả nhà. Hy vọng cái đem lại clip cho cả nhà mình xem cho vui nhé. Đi săn đêm á Chính ơi. Mới, đầu mới Chính. Đứt đâu vậy? Dạ. Đứt đâu đứt? Em không? Mới lụm vỏ máy luôn, ta tặng. Bên nước ngoài là chợ. Có tao xin cái vậy? Dạ, có. Quá em. Ủa đưa cái đầu xuống trước. Cái chơi phải rồi. Khải tao cầm cái kia. Ủa Khải xuống với Khải. Cầm nước cho đi. Để cầm nước xuống. Khải này trời. Đi từ á. Giờ mấy em sẽ gấp máy các bạn. Nhìn sao trước mới định. Mới hiểm quá ngồi bóng hới không có sình bọng như thế. Bây giờ mấy em sẽ đi săn các bạn ơi. Đi hướng nào? Xin dưới xin chỗ nào hướng nào? Buổi tối họ không nói đi đâu đó, đi ở đường nào đó. Đẩy ra chút xíu nữa anh em ơi. Không lấy cái dầm cây giờ. Chảy không bắn là sao đi con ơi. Con Khải sao đi. Khải. Cái sao đây nè. Cho Khải ra sao đi. Đây nè. Xin lên chứ em, chứ Đức. Xin lên. Đã lắm rồi nè. Theo ghe bự không đổi không? Chạy theo ghe bự. Xin lên. Tiếng vịt này của mình mới ngon nè. Vịt này nó bén hơn. Chạy qua đó, chạy rồi, chạy bữa đó mà không có kẹt cho nữa. Dính con heo rồi. Rồi nãy đi không lấy gì heo. Cắt á, cái cưa nãy đâu không cắt. Rồi sao dính cái bọc heo đó rồi. Khỏi rỡ luôn, để luôn. Anh em dầm nhiều không anh em? Anh em chuẩn bị ra thận tay luôn nè, tay phải nè. Đây trời các bạn ơi, nhìn nhà ta trên nghe mấy ông này tầm nang đó. Đang đỉnh lắm đây. Ông này bắn trước đây, ông thầy đầu tiên bắn trước. Đó gì đi nhộm cò không dòm nhộm đây. Đây kìa, chuẩn bị bay kìa, thấy không, cái cây khô đó. Nhõng rồi, bắn đi, nhõng rồi đó. Trời trời. Trúng cái cây. Té rồi, gãy rồi, té rồi. Giờ anh kỹ á. Chạy tới của tao rồi. Rồi vô chú mình rồi đó. Bật. Mới chạy. Con quỷ vậy đi vậy? Thầy mê. Mê luôn rồi. Thôi giờ hết cái định vị ra nó luôn rồi đó. Nó đâu có kêu luôn mày. Chưa còn đâu đó đó. Chưa đâu rồi vậy. Dài nhanh dưới á. Dài dưới thôi. Ờ tao máy đi của tụi, Đây bơi từ từ vô rồi. Nó rớt trong ấy rồi. Nó rớt xuống trong lục bình cái gì rồi. Giờ cái kỹ đây. Chú Đức lấy đèn đi, chú Nen lấy đèn chú Đức, chú Nen. Lấy đèn Đức sao xài. Nó rớt đâu sâu giống nữa. Nãy nó còn bay đắp lượn vô mà. Ba con cò mất tiêu. Rồi xuống. Biết chạy bắn chết mẹ nó rồi. Biết chạy bắn chết mẹ. À đây đồng quá, nhóm giò nhóm cẳng lưa lịa. Bây giờ mấy anh em đang phát hiện con cò đậu ở trên tàu lá trước này nha các bạn ơi, đậu đâu đây nè. Đâu đó đó. Trên á. Gọi đâu thấy mà. Tắt máy rồi của tụi ơi. Rồi bơi từ từ, đâu đây nè. Lá bên này nè. Ở đâu? Đâu đây nè. Đầu trước nè. Đó kìa. Bắn đi. Ôi trời ơi. Đậu rồi đây số rồi, quay lại bay lên sao bắn không trúng vậy trời, với con sau đó kìa, từ từ đừng có la, em ngồi đi gì thấy để bơi lại cái mới được. Đâu vậy, có bắn được đâu vậy Khải, cái tàu lá kìa, nó chỗ nào trống mà được ở dưới đụng cái ngang sao nè, bơi ngang đi Ninh, nó là người đó đó đây nè, nó dướng cái tàu lá rồi không thấy ở trên đó. Bên đây con nữa nè. Bơi tới Nên. Hai con nữa đó. Kỹ đi. Thấy rồi. Đỉnh bắn thượng tay luôn đó Đỉnh. Bơi ra ngoài một xíu mới dễ thấy. Bơi ra ngoài thấy rồi. Nữa đây. Nữa bơi tới nữa. Còn sát bến nó quạt bắn xà tiễn không. Té đó. Hay lắm Đỉnh. Té rồi. Dính đâu đó đó. Cái này để nữa đó đi. Lụm cái này rớt mục tiêu đó. Bên này bay rồi. Chưa còn đó đó. Bắt con này trước đi. Nhìn này đi có đội. Rồi, nhìn này đi. Con kia nó bay đẳng kìa, đậu kìa. Lên bờ bắn luôn. Thôi vô lụm con này cái đi. Để em lên bờ em bắn con này luôn nha. Nó còn dính như vậy á. Vô trong bờ đi. Bơi lên bờ. Đi Đức. Đức đi luôn. Rồi xíu nữa đây. Vừa nó dính cái mũi vỏ. Thôi thôi trời. Từ từ Đất ơi. Đất, từ từ Đất. Ở trên cây á. Nó còn trên cây cho rớt. Lên chảnh vũ xuống. Phải gọi giờ đợi Đỉnh lên lụm các bạn. Vũ xuống đó, Đỉnh này nó dính trên tàu lá chưa rớt đâu. Rồi đó. Rớt rồi đó. Con khác cái gì? Con khác. Con nãy thấy chưa? Chưa. Con nãy còn nó vũ xuống đi. Nó rớt luôn đó. Rớt rồi đó. Mấy bên kia rồi. Coi con kia đi. Tôi bơi trở lại đi. Bơi lại cho Đất ơi. Cũng cằn lắm à. Rồi Đất ngồi đó là gì ông thầy? Còn đậu hả? Còn trên mà đã bay đâu. À từ từ Đến này. Đừng gung cây à. Chết rồi. Ngay nhánh nào. Chết rồi, Định bắn chết rồi. Con này bắn không thấy nè. Rung rồi, nó còn dính trên đó gì á, chừng chết dính là chảnh á, rung mạnh lại đi. Dính một con rồi. Dính giữa rồi đó. Nhánh thôi, kế người ta cháy á. Nhánh bự á. Để xuống đi rồi. Để xuống đi. Bắn rớt trên đó mà. Mày nó đu đó mà không thấy trời. uống quá trời luôn trời. Không khóa cái thao vỏ lại đã đi lọt kẹt thôi. Rồi một con các bạn ơi, rớt hai con mà kiếm đường con. Con rớt ở trong kẹt này không ta? Không, chưa rớt, con nãy chưa rớt. Tôi chừng lại còn sắp bay luôn. Giờ nó bay ở sau đó, nó bị mình bị hút mình không thấy á. Bơi quay lại luôn hả? Ờ, quay lại bắn vậy, rồi quay lại đừng khỏi bắn. Tay. Thằng thượng tay, nghịch tay. Cái này tới liền niên. Nè, đây anh em phát hiện cò nha các bạn ơi. Con cãi gọi nhân cò tiếp mấy chú. Đi bếp. À, đây mấy anh em đang cố gắng để săn cò em. Từ từ. Kẻ phải không? Nắm cho nó ngay vậy đó. Đậu đó, đậu vô đó, vô rồi đó. Ê, có con bay mới bay ngang nữa kìa. Dơi hả? Dơi thằng dơi. Điểm 123 hồi bắn điểm 123 xả nữa. Đâu đây nè, kìa. Từ từ. Rửa tỏi xử đi, rửa tỏi. Mấy ông thầy. Trời ơi. Để kỹ vô. Trời ơi bắn dưới giờ trời. Ơi đứng bắn. Mấy anh em bắn cũng đều đạn lắm các bạn. Mà chắc 20 kg. Yếu hơn mình ở thời còn trẻ nữa các bạn. Của tỏi lụm đi của tỏi. Mệt quá. Vậy lại giờ của tỏi uất cái dằn sạp cái. Dằn dơ. Cha hay bắn. Tỏi bắn ghê lắm, cá lụm à. Bắn hùng máy rồi. Làm trước đi anh. Mở nó cháo trước đi anh em. Thao đạn quá. Chết gì? Còn dính cả. Chắc ăn. Trời ơi chở đi nha, để quên á. Tụi tội bắn nát qua tôi đi về, muốn chửng đi. Ê nó còn cái gì vậy? Bắn đi. Nãy kìa, bồi đi. Chạy chết á. Lấy đầu ra không nên. Trên đầu nè, phải không? Không thấy trời. Đây nè đó, còn đó. Bên kia. Đúng chưa? Đây bên kia. Rung ra rung đi dính rồi. Còn gì không thấy trời. Rung ra đây, rung cái tàu trước mặt. Trong á, cái trước mặt nữa. Cái này nè. Cái tàu trước mặt ấy dẫn đầu luôn á. Đây nè. Rồi, rung đi, rung mạnh đi. Rớt đầu luôn nè. Đó. Rớt đầu luôn. Còn nó béo nha, xuyên cổ luôn. Ông nến hái chạy tay cong làm rớt con cò luôn trời. Không chuyện này chứ. Rồi không thấy mà bắn thì cũng không trúng nữa. Hỏi cho em câu cái sâu hơn đó. Võ mới anh em ơi làm sao làm nha. Cò đỏ nó nằm ở dưới này sao? Mấy ông này mốt phải luyện bắn bằng đêm. Làm cái bia bắn bằng đêm. Hả? Tục các bạn ơi. Còn thứ hai phải không? Hiện tại thì mấy anh em đang có mặt tại dòng sông Thượng Hoài các bạn ơi. Dòng sông Cái nơi mà mấy anh em mà hay đi câu cá đó các bạn. Bây giờ mấy anh em đi săn cái đường này. Mày quay đi đây. Bơi xích lên đây chút nè. Nhỏ. Bơi xích lên đây nè. Nhỏ. Bơi qua bên tay phải chút xíu nữa mới bắn được. Đây nè. Chưa dướng cò lá rồi. Từ. Dướng cò lá rồi. Từ bắn kỹ để đứt. Chậm lại. té rồi. Còn dính kìa, nhìn kỹ kìa, bồi cái nữa kìa, bồi cái nè. Nè. Nhìn đi. Nè, nghe trắng cái đàn vàng của ai kìa. Nghe trắng đàn vàng đó không, cục trắng thôi. Rồi nhẹ thôi. Kỹ lại. Rồi gục luôn rồi. Chết rồi. Này đó đó, cái đàn trắng đó đó. Cái đàn trắng nó lấy dầm á. Lấy dầm vít nó ra. Lấy dầm vít nó ra đi. Nghe dầm, nghe đàn vàng đó, vít ra, học vô vít ra. Dưới chút xíu đó. Ông này ông kéo làm cái tổng của mình. Mày cho xuống nữa rồi đó. Lấy cái đuôi dầm á. Gung lên hả? Gung mẹ đi cho xuống luôn đi. Không quá. Mày bắt. Đó được không? Được hơn, nó nằm đó lấy cái đuôi dầm nó dít nó ra. Càng Lenin trong dây lụm cò. Còn đó nó trên đầu á. Đèn nó không có, không gọi trời. Ừ cái đó. Thấy gì không thầy? Con thiếu mẹ. Mặt cò là lắm. Ừ, không thấy rồi. Còn không thấy rồi đó. Rồi, okay. Lụm không đường cò đó. Cò thứ ba các bạn ơi. Xuống xong. Ông thầy trong dây lụm cò. Quá hay ông thầy ơi. Này thì hỏi chứ. Tiếp tục các bạn ơi. Sau một pha mưa đạn thì mấy anh em cũng lụm đựng cò. Bắp. Đều. Anh em phát hiện cò nữa các bạn ơi. Nó cao lắm để không được. Để cái đầu ra chút, Để tội lên. Trong này rồi sao rồi bắn của tỏi. Này sao bắn được? Tỏi bắn. Thấy lại ít này giò. Còn để giò đó, để giò này. Giờ mới kỹ nè. Đây còn dưới kìa, lá kìa. Bắn được không? Để tỏi bắn à. Bắn đi. Bắn đi, ổn lắm. Đây sau khi để sẵn con cò bây giờ mấy anh em sẽ đi tiếp vô đường kênh nha các bạn ơi. Đường này cò mới nhiều nha cả nhà. Rồi đừng bắn cò kéo tay. Được rồi. Ở đây là chỗ mà lặn nè. Chổng nhiều lắm rồi. Trời. Mày hả mày. Bơi vô đi. Ở dính cò rồi các bạn ơi. Đại cánh này vậy? Tiếp tục có con nữa các bạn. Tới đi cãi ông đi, con bắn em bắn. Thấy không? Em thấy nó bay rồi. Con gác nó gì không? Con mắt thôi. Quay lại sẽ gán nhìn nó phân coi vô. Dạ nó từ từ. Rồi. Từ rồi thôi. Chết đấy má. Em nhìn con này má. Trời. Tao bắn con này. Em bắn con luôn. Trời ổn ghê trời. Tại vì do những cái lý do là gọi đèn thì đôi lúc nó động quá cho nên là mình cũng tắt đèn. Không có quay được nhiều cái cảnh hay vậy cái nào mình xem được. Nhưng quay được cái gì quay nha nha. Nãy đây nè nhóc. Trúng cái bóc rồi đó. Trúng rồi nó rớt rồi. Chụp nghe chủ yếu là chụp dính hay không kìa. Bắn gớt cục đạn. Nó ngay trời luôn nè. Lông cục đạn luôn. Đó trúng rồi đó. Bò ra đó nghe, nó bò ra gớt đầu nghe nên ơi, bơi ra. Ô bơi ra ra. Không có vô. Cãi đi. Rồi con cá lục xanh trong nội bỏ đi. Cãi ngồi nha. Cãi đi gớt trong nên chụp. Cá lục xanh á. Cãi đi bay xuống tới đi. Gớt chưa nên không bay ông nên với đất mà không bay lên bờ luôn mới chợ. Chuẩn bị tư thế cái đó. Trúng rồi đó, té rồi. Rớt rồi. Bỏ cái nó, bỏ luôn. Anh em thể hiện đi. Anh em thể hiện bội nữa. Bơi lui. Tôi đang bội. Còn đó đang cười đó. Đấy, đừng sống nè. Đừng chạy lên đi. Bắn luôn, bắn được, bắn luôn. Xuống nữa. Lên xiết nó chạy đó nha. Đẻ lên. Chết chứ không phải. Thầy nên trong dây lụm cò. Thầy nên trong dây lụm cò. Dạ kêu da. Quá hay. Thấy còn sống nữa. Đeo cánh nó lại chứ. Nhìn bắn đứt cục đạn nữa. Bay vô. Bỏ ông này luôn. Tôi chạy mẹ. Chụp cọc nha các bạn ơi. Trời đủ ra mắt. Tiếp tục các bạn ơi, có mồi nữa rồi. Hút cao lên thầy, bác hay quá thầy ơi. Qua. Trời đó. Mẹ hút miếng thuốc á. Không ai gọi cho ông này bắn cái nồi luôn bác ơi. Ông này móc dẹp cái ná luôn đi. Chào mày dâm. Chết luôn, chết thầy. Nói chơi hồi gọi cho ông thầy để hẹn cái nha. Hả? Con này gặp chat này. Con ngồi chạy xong chạy nhiều luôn. Kệ ông đừng là để chạy máy cho kìa. Mệt ơi. Mệt quá. Mấy gì không ngồi đầu. Mấy gì không ngồi đầu đâu. Ngồi đầu tưởng đâu để bắn ngon nữa. Tưởng đâu được bắn cái đầu tiên hả? Đi lụm cò. Lụm nước lên không? Có lụm về có ngồi. Thà đi bơi. Buồn, nói không nổi, nó không được. Sốt cao trời. Sốt cao trời. Nằm ở đây phải không ta? Không. Em ơi. Đây nè, kỹ nè. Rồi mấy cái này nè. Mấy cò nãy bay lạc qua đó. Cột trắng tươi luôn. Để gọi chúng ta ra. Rồi mấy giờ anh em? Sớm như ta 7 giờ. Kệ trắng tươi ở trong kìa. Tắt đèn bớt. Lên mở đi vô trong. Nhóm này bắn đi nhóm rồi đó. Nhóm rồi. Má cò bự biết luôn rồi. Rồi giỏi thải bay rồi. Cây luôn. Cái dây gắn nữa không nên. Bự cái nào dữ vậy? Hai. Dây gắn mà đâu sao đâu. Coi nè, được. Cái da mà có gì đâu. Giờ nãy đi thổi chim rồi. Lấy dây gắn ra thử em nên. Không. Dân á. Con dây gắn hơi bự luôn rồi ơi. Cái gì cũng nổi. Trời ơi, bự. Trúng rồi đó, con nói trúng rồi đó. Nguyên bị đúng trời, trúng cái đuôi trời. Để dò, được quá nó luôn. Giờ ông nói, rồi. Bay đi dễ gì? Còn không? Bên này hai ba con. Còn. Đừng la. Trời ơi, la trời. Con để gọi nó con. Tốt. Hay quá. Con khác. Rồi con khác ông nội, nó khác. Mẹ anh vô lụm rồi đó. Lấy cây này. Con khác. Còn dãy rồi. Lụm thủ. Lẻ cho nên. Chết chim thầy rồi. Chết rồi. Chết chim thầy tao rồi. Này. Ôi hết giờ này ăn xong luôn. Lấm chết với tao rồi. Nó chạy chứ không chạy chứ. Bỏ vô học luôn. Đập nữa chết vậy. Hay quá mày, giở tay cho mày cái. Mày nhàn quá nhàn ta. Anh thầy lên chuồng quá trời lên kìa anh đi tập tạ. Té đó. Rồi, lụm. Chết tại chỗ. Bợ dính trên cây. Bội gì chết ơi. Nó lật luôn rồi bợ gì. Dính ơi. Nãy em lắm thú. Chết gì mình ơi, chết gì mình. Chết cái cà cà nên. Chết. Rồi tiếp trên mình nè. Tiếp dịnh nghe rồi. Đó đó, cây chỗ trước nè. Cây thứ ba. Ờ đó đó. Không gọi này mà không thấy ông nội ơi. Hai người luôn á. Hai người luôn á. Hai người rung á. Thấy không đó. Tao cầm cây nó rung á. Leo lên rung như tỏi cũng được nữa. Hai người á. Đó. Ê. Ủa. Ê chuyện nó bay. Bay. Hai còn sống luôn kìa. Ôi chết lụm thủ quá hay. Nó bự á. Lụm thủ quá. Nó thấy đẹp hết biết đẹp luôn. Thấy đẹp làm đẹp như mơ. Thấy đẹp bắn đẹp luôn. Nên bắn hay chứ. Tới tại nên là không bao giờ rồi. Cái ông thầy vô kìa. Rồi xuống trời. Chiếc này phải cho thầy ăn đuôi rồi. Cái này về bầm. Dương láp. Tới chút. Chém mỗi vòng luôn. Hey, chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em đang trên đường về các bạn ơi. Gặp con nào xạo nấy nghe cả nhà. Bữa nay nói chung là chiếc lều phẩm hơi bị thủng nè. Bỏ. Bắn đại đi. Nó cản cho nó qua hút đi. Đừng có dọn vô mặt em đi. Bên gì? Còn đâu cái bên gì? Cò lép. Chết chưa? Chết rồi. Cái cò lép không để cho ông thầy bắn rồi. Hết luôn. Thôi gậy nồng ra nè. Cái này nè. Uống cò đậu ngon lành. Bắn lắm chi á. Bắn vậy? Bụng nó bay nó rắn luôn. Dạ nó bay. Tiếp tục một em nữa các bạn ơi. Không thấy á. Bắn hụt. Ai nổ phát đầu vậy? Không phải là bắn hụt mà bắn cặp. Hãy chào các bạn nha, bây giờ mấy anh em đang trên đường về nha các nhà ơi. Một chuyến đi săn khá là thành công các bạn ơi. Chứ về các bạn coi chứ là bấm nha. Thầy về trên đường về mấy anh em phát hiện cò tiếp tục các bạn ơi. Đâu? Cho đừng có ngẩng cái đầu ra. Ông thầy thể hiện cái chưa nó dậy chết rồi đó. Bỏ vô kia chết mà không biết bắn thấy nó còn quậy dậy chết còn lại nó trên cái một cho nó chạy vụa rồi trời đủ con gì nó ngủ vậy đó cứt kìa kìa. Đây bơi con không nó. Đừng còn nó nhẹ. Đừng luôn nha. Biết la hả biết. Đây cuối cùng được thêm con cò nữa các bạn ơi. Nhiêu con anh em? 9 con. 4 cò lép, 5 cò bợ. Đây mấy em về tiếp tục các bạn ơi. Về còn lụm cò nữa. Cái gì chịu nổi. Cò cô nhảy kìa, nhảy đó vui đó rồi. Cò lép cò đỏ đâu đó nước rồi tôi canh rồi bệnh luôn này da yeah, bệnh luôn nè nó cay này nó nè mà lụm cò nữa các bạn giờ gặp nó cò lép đó đó rồi con lép còn đó Ai còn sống kìa. Quá trời không. Người trong kẹt mới thấy người trong heo. Lấy cây của ấy, ngồi đàng hoàng cái. Làm gì? Con này tiếp tục coi cò nữa. Thầy chậm quá. Chạy đâu. Chạy rồi. Trời luôn kìa. Cò đỏ trời. Không bắn lạnh tay quá đó. Rồi xuống rồi. Canh đó. Xuống rồi đâu vậy? Má mẹ ngồi luôn. Bắn cái bóp lên rồi. Đi. Thầy đứt dập môi luôn hả? Dập môi. Đứt dây luôn hả? Em đứt đứt đâu? Em đứt lên chỗ nè. Dính chỗ hả? Dính chỗ. Cá ăn heo về thú quá. Bây giờ bữa nay về tới nhà các bạn ơi. Nãy giờ cũng trèo ra chống gậy dữ lắm luôn, mới về tới nhà. Tại lục bình quá trời luôn các bạn coi nè. Quả luôn. Bánh đầu rồi. Quả khuối quá. Rồi dở lên. Đây, chiến lợi phẩm của bên em một bọc luôn các bạn ơi. Có chuyện luôn. Mà bữa nay đêm khuya quá rồi. Giờ bên em về không có làm mồi được, để bữa khác bên em làm mồi quay cho cả nhà mình xem. Giờ bên em lên rồi cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ này tối quá rồi, về còn mờ mờ cái tới khuya luôn. Vô tới nhà kính gác đó rồi. Trời.